Xin chào các bạn, hiện tại thì mình đang đứng tại sân bay Tiêu Sơn của Hàng Châu Trung Quốc. Ở tỉnh Chiết Giang thì nó sẽ có tổng cộng là 6 cái sân bay, trong đó sẽ có 4 cái sân bay là sân bay quốc tế và 2 sân bay quốc nội. Và sân bay Tiêu Sơn Hàng Châu là một trong những sân bay lớn nhất và là một cái sân bay nhộn nhịp nhất của tỉnh Chiết Giang Trung Quốc. Hôm nay thì mình đặt vé của hãng China Eastern Airlines là chuyến bay thẳng từ Tân Sơn Nhất đến thành phố Hàng Châu. Bay từ lúc 2 giờ sáng tới Hàng Châu là lúc 6 giờ, thì thời gian bay khoảng 4 giờ đồng hồ. Rồi, bây giờ hành lý mình đã lấy xong rồi, chúng ta sẽ tiến đến cái tầng để chúng ta đón taxi về khách sạn nhé. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đổ xuống tầng hầm T4 để chúng ta đón taxi về khách sạn. Từ sân bay thì mất đâu đó khoảng 28 cây. Tính luôn thời gian kẹt xe thì từ sân bay về đây đâu đó khoảng là 40 phút. Việt Nam. You know? Chưa đủ. Biết Việt Nam luôn kìa. Ok, thank you. See. Rồi, mình đã đến khách sạn. Khách sạn mình đặt là khách sạn Metro Park Hàng Châu. Đây là một khách sạn 5 sao nằm tại trung tâm của Hàng Châu. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đưa hành lý vô và check-in nhé. Agoda. What's your name? Mr. Trung. Lê Quang Trung. Tại Trung Quốc các bạn thì hầu như là gần như 100% thì người dân không dùng bằng tiền mặt. Vừa rồi thì mình đi taxi về thì mình dùng VietJet Pay ha. Mình vừa thanh toán hết 120 đồng. Đấy, tính ra thì nhân cho 3,5 lên thì nằm đâu đó khoảng là gần hơn 400.000 một xíu tiền Việt Nam. Nên nếu mà các bạn nào mà đi Trung Quốc tự túc á, thì chúng ta nên tải VietJet về ha. Để chúng ta tạo một cái VietJet Pay. Đi taxi, mua đồ ăn hay là thuê xe đạp điện đó thì hầu như là đều thanh toán trên VietJet Pay. Nếu mà sử dụng hết cái ví này thì mình sẽ nhờ người nạp tiền cho mình nhé. Và trường hợp nếu như mà khi mà chúng ta về Việt Nam mà trong ví chúng ta còn tiền á, thì hoàn toàn chúng ta có thể là rút ra được. Mình vừa lấy thẻ phòng rồi ha. Phòng của mình là phòng 1206, tầng số 12. Rồi xin mời mọi người vào nhé. Xem thử là khách sạn ở Metro Park Hàng Châu như thế nào. Có một cái tủ bên này. Không hiểu sao là bên dưới hình như là bên lễ tân đã bật máy lạnh rồi. Bước vô phòng rất là mát. Ồ, cũng trang bị khá là nhiều thứ nhé. Móc rất nhiều. Cái hai bộ đồ tắm. Ở trên đây thì có một cái chăn. Không hiểu để làm gì. Bên trong kia có một bộ rào màu trắng nữa. Có cái cát sắt. Đấy, mọi bên trong cho mọi người xem nhé. Đấy, bên đây có một cái view thành phố trung tâm Hàng Châu, những tòa nhà chọc trời, những chung cư. Nhưng thật ra ở đây là những cái chung cư, những tòa nhà này là cũ rồi. Chúng ta quan sát thì cũng đã thấy những cái vết sơn nó bạc màu rồi. Giường, tivi hay là những cái trang trí đèn, mình thấy là họ đã trang trí và đầu tư lại. Ok, mình sẽ có 5 đêm ở tại khách sạn Metro Bắc Hàng Châu. Sau 5 đêm thì mình sẽ tiến hành là đến Thượng Hải. Rồi, chắc là bây giờ mình sẽ nghỉ một chút ha, để lấy sức. Chiều thì chúng ta còn đi vào trung tâm thành phố Hồ Châu. Ok, xin chào. Đây. Xe điện á, cái gì? Rồi, tình hình là khi mà mình thuê chiếc xe đạp á, thì mình có hỏi một người Trung Quốc thì họ bảo là phải yêu cầu có căn cước công dân ở Trung Quốc thì mới tải được. Mình có thử chuyển sang chiếc xe đạp xanh thì nó yêu cầu là phải tải một cái app đặc trưng của nó về thì mới có thể là thuê được ha. Nên bây giờ là vợ chồng mình đã đón một chiếc taxi.
đến một cái quán ăn Trung Quốc tại đường Gia Nan. Thì con đường Gia Nan đây là một con đường khá là nổi tiếng tại Hàng Châu, với rất nhiều cái cửa hàng thời trang, đặc biệt là có những cái hãng thời trang rất là nổi tiếng đã có mặt trên cái con đường này, như là H&M và một số thương hiệu nổi tiếng khác. Thì các bạn có thể xem cái đường phố nhé. Hiện tại là mình đã lên có mặt trên đường Gia An rồi. Cái khu phố rất là tấp nập và nhộn nhịp, rất là nhiều xe cộ ha. Hai bên đường thì có khá là nhiều trung tâm thương mại, tòa nhà. Buổi tối thì con đường này khá là đẹp. Tất cả các tòa nhà đều lên đèn. Khi mà chúng ta chạy thì chúng ta sẽ thấy rất là phồn vinh và lộng lẫy. Mặt tiền đường Gia Nan. Rồi, tình hình là bây giờ mình phải đi kiếm một cái nhà hàng khác. Nhà hàng Hàng Châu Restaurant đó nó quá đông người. Mình vô order thì có tới 12 bàn trước mình ha, nên cái thời gian chờ nó khá là lâu, nên bây giờ phải đi kiếm một cái nhà hàng khác để ăn. Rồi, cuối cùng mình cũng tìm được cái nhà hàng ha. Rồi, đây là một cái nhà hàng nằm trong một cái trung tâm thương mại, cũng gần cái nhà hàng Hàng Châu Restaurant thôi. Khá là đông ha. Mình nghĩ là nhà hàng này cũng sẽ có nhiều món ăn ngon, nên người dân địa phương thì mới ăn đông như thế này. Và nhà hàng này nằm ở lầu số 3 trên một cái trung tâm thương mại trên đường Gia Nan. Không gian ở đây là thiết kế theo cái cửa kính để cho thực khách có thể nhìn vô ha, xem được là thịt luôn nè. Đó, các bạn sẽ thấy mà, khi bước vô cái cổng là sẽ thấy cái không gian bếp luôn, được thiết kế bằng cửa kính hết. Nhìn vô bên trong thì sẽ thấy được tất cả những cái khâu. Đây là một cái lò hấp màn thầu bánh bao này. Còn cái này là có thể là những bánh bao mini hoặc là hành thắng hoặc là sủi cảo. Rồi, bên này là gà nướng. Bên trong đây cũng là một cái khu bếp khác. Các bạn sẽ thấy là ở đây sẽ có những cái nồi cơm điện ha, nồi cơm. Thiết kế cái món ăn kiểu đó thì sẽ giúp cơm, mình nghĩ là sẽ cơm họ sẽ hâm ở trong đó, sẽ cơm sẽ luôn luôn nóng. Rồi, xin giới thiệu các bạn món này là món đầu tiên ha. Này là bông cải trắng xào với là hẹ, đây là một ít ớt. Rồi đây là cái chén cơm của mình. Các bạn thấy bên Trung Quốc ăn cái chén to không? Cái này là ở Việt Nam gọi là cái tô nè, nhưng mà họ ăn là ăn cái này. Và đây là cái nồi cơm. Bên này họ không có đưa ra một cái đĩa cơm nhưng mà đưa ra hẳn cái nồi luôn nè. Không biết mở như thế nào ta. Nhấn vào nó sẽ mở ra. Ở trong đây sẽ có một cái nồi cơm nhỏ. Ai mà đặt cơm thì mỗi bàn đều đưa ra một cái nồi này hết á. Để giữ cho cái cơm luôn luôn nóng và ngon. Và sau khi bới ra thì bới ra cái chén này và chúng ta sẽ ăn trong cái chén này nhé. Mình thử nha. Xin mời các bạn nhé. Cái vị nó vừa ăn các bạn, không quá mặn. Mình ăn cảm giác là cái bông cải này nó vừa chín tới thôi, nó không có quá già. Rồi là cơm cũng vậy, cơm rất nóng và ngon. Nên mình nghĩ ở cái quán này á, thì cái điểm mạnh của họ là các món ăn thì họ chế biến theo cái kiểu là vừa tới, tươi ngon, và cơm cũng vậy, trong nầu bới ra, nóng hổi, vừa thổi vừa ăn. Rồi, xin mời các bạn nha. Rồi, vừa mới ăn trưa xong, bây giờ mình sẽ đi dạo trên đường Gia Nan này một chút. Xa xa kia các bạn sẽ thấy cái quán cà phê Looking Coffee nè. Cái quán này thì cũng có rất nhiều cái cửa hàng tại Trung Quốc nha. Hình như quán đó thì có thể nhượng quyền được đấy các bạn, có thể lấy thương hiệu đó về Việt Nam được. Cái này thì có thể nhượng quyền nè.
Mình thấy có nhiều bạn thì sang Trung Quốc thì tìm những cái quán trà sữa hoặc nhà những cái quán cà phê mà mang về Việt Nam để nhận quyền sang Việt Nam. Ni hao. Haiti là một thương hiệu cà phê mình nghĩ là cũng giới cũng bình dân ha. Ở đây là có những thức uống như là 19 tệ, 18 tệ, 20 tệ. Các bạn phục vụ thì đang mặc một bộ đồ rất là dễ thương nhé. Ở phía sau thì có đeo một cái đôi cánh. Ở đây khúc ngày tư này thì họ sẽ không sử dụng cầu vượt mà họ sẽ làm cái tầng hầm. Cái tầng hầm này thì thông với là một cái plaza nên có thể là đi vô trung tâm thương mại luôn ha, có thể là mua sắm hoặc là đi siêu thị ở trong này luôn. Bên này cũng là một hướng nữa này, hệ thống tầng hầm rất là hiện đại. Và đặc biệt ở bên Trung Quốc á, là dù là đường hầm hay là cầu vượt á, thì họ đều áp dụng thang máy cuốn như thế này hết á. Ở Việt Nam thì mình là chưa có. Ở Việt Nam thì cầu vượt thì vẫn đi thang bộ thôi, nhưng mà đi thang bộ thì khá là mệt nên mình thấy là nhiều người cũng không sử dụng cầu vượt mà họ vẫn băng qua đường một cách bình thường thôi. Còn bên Trung Quốc là nếu mà sử dụng cái thang cuốn như thế này thì đi nó sẽ đỡ mệt hơn, nên người dân họ sẽ ưu tiên đi tầng hầm cầu vượt hơn để cho có cái sự an toàn. Đấy, lúc nãy là mình vừa đứng ở bên bên kia ha. Đấy, thì bây giờ mình đã đi từ tầng hầm sang góc bên này. Đây, bên Trung Quốc là xe đạp công cộng rất là nhiều. Nhưng mà tiếc là mình là người ngoại quốc không có ID nên không sử dụng được cái xe đạp công cộng này. Xin chào các bạn. Hiện tại thì mình đang đứng tại khu phố cổ Vinh Hai Phan. Đây là một khu phố tồn tại gần 900 năm tại Hàng Châu, được xây dựng vào từ thời Nam Tống. Khu phố cổ này là một trong những khu phố sầm uất nhất Hàng Châu, được mệnh danh là mỗi con đường một cái khu phố đi bộ có lượng người tấp nập nhất châu Á. Rồi bây giờ chúng ta cùng vào tham quan nhé. Khu phố này thì được bày bán rất nhiều mặt hàng. Những cái mặt hàng mà được du khách trong nước và ngoài nước rất là quan tâm đó là trà, tơ lụa, thuốc. Đấy, ví dụ đây là một cái hàng về đồ bạc trang sức. Này là bán một vài loại bánh rất là bề bẹt. Yeah, thank you. Vào tham quan một chút nha. Đó, cam, mứt, trái cây. Hả? Yeah, thank you. Nhìn bày biện rất là đẹp nha, rất là bắt mắt nha. Cách trình bày rất đẹp. Yeah, thank you. Xie xie. Yeah, xie xie. Yeah. Đặc biệt là người Trung Quốc thì đàn ông á, thì làm đầu bếp và thank you và mặc tạp dề rất là thường xuyên ở đây. Họ không có ngại gì hết ha. Và đặc biệt là tay nghề của những người đàn ông ở Trung Quốc thì rất là khéo. Cũng ngon á nhỉ. Cái đấy ngon. Ồ, cái đây là mứt từ cái vỏ cam luôn nè các bạn. Cam sắc sắc lát luôn nè. Ở đây thanh toán bằng WeChat Pay ha, chỉ cần mình lấy cái một cái mã của trên tài khoản WeChat quẹt vô là cái ví của mình tự động trừ tiền ha. Hiện tại đang trừ 32 đồng rồi. See you. Ok, bye bye. Phố này rất là dài nhé, lúc nãy mình đi là đâu đó cũng còn một km rồi đó. Và bây giờ chúng ta sẽ đi vô phía trong kia nữa thì sẽ đến cái khu phố gọi là Hansan. Sẽ gồm có hai khu phố, một là Vinh Hansan, hai là Hansan. Ở hiện tại khu phố Vinh Hansan á, là những cái tòa nhà cổ thì nó vẫn lưu giữ những cái nét của thời nhà Thanh. Đấy, thì các bạn sẽ thấy là thông thường nhà nó chỉ có hai tầng thôi,
Một là tầng trệt, hai là tầng phía trên là tầng 1 ha. Cái dãy phố cổ Vinaphan này á, thì nó khá là dài. Lúc nãy từ cái cổng vô á, thì hiện tại là mình đã đi đâu đó cũng gần 1 km rồi. Nhưng mà phía trong kia thì cũng có một cái đoạn đường khá là dài nữa. Đặc biệt là khu phố Vinaphan này á, thì cái lượng người á, thì nó rất là đông. Đấy, có thể là nó đông trong suốt cả một ngày luôn á. Nhưng mà khi mình đi á, ha, mình sẽ thấy là đường xá nó khá là sạch sẽ. Hầu như là không có một cái rác thải, một cái bịch ni lông nào ở đây hết. Để giữ được cái sự sạch sẽ như vậy á, thì sẽ có những cái cô chú làm vệ sinh. Mình thấy là cô chú rất là thường xuyên làm vệ sinh trên cái những cái đoạn đường này. Đấy, và trên khu phố thì cũng đặt những cái thùng rác rất là hiện đại. Hầu như là đi đâu đó khoảng là 100 mét thì sẽ có một cái thùng rác. Trong này sẽ có một cái khu phố nhỏ bán những cái vật dụng làm quà tặng, bông tai, chén bát, gốm sứ, gốm. Cái này là nước hoa, nước hoa. Quà lâu. Được nè. Lấy một cái quạt. Mình sẽ mua một cái quạt. $45. Trời, nhìn bánh bèo dữ không? Nhìn mà cũng hợp đó. Ở đây thì hầu như là sẽ không sử dụng bằng tiền mặt đâu các bạn. Nên các bạn mà không có cái sử dụng cái ví này thì rất khó để mua đồ tại Trung Quốc nha. Đấy, thì bây giờ mình sẽ quét này. Rồi, nó sẽ ra cái này ha, mình sẽ nhập số tiền vào 25 tệ. Đó. Rồi sau đó sẽ bấm thanh toán. Ok, rồi sẽ nhập cái mã pin vào. Rồi, như vậy là xong, đồng ha. Dạ. Ok, see you. Yeah, bye bye. Đấy, như vậy các bạn. Hầu như tất cả các cửa hàng ăn, cửa hàng bán lưu niệm, thậm chí là những người mà xin ăn ở ngoài đường á, là tất cả được sử dụng WeChat hoặc là Alipay để thanh toán hết. Một đất nước không có tiền mặt. Và nếu như chúng ta đến sân bay của Trung Quốc á, thì chúng ta cũng rất ít gặp những cái quầy như là Money Exchange ha. Tại vì hầu như đất nước này không sử dụng tiền mặt. Mình thì cũng có trữ một số tiền để đổi sang nhân dân tệ, nhưng mà đi đến sân bay Tân Sơn Nhất thì cũng không có nhân dân tệ để đổi, mà đến sân bay của Trung Quốc thì cũng không có. Khi mà đến Trung Quốc á, thì chúng ta sẽ không hiếm để thấy những cái chiếc xe đạp như thế này. Đấy. Đây là một cái chiếc xe đạp chứ không phải là xe đạp điện nha. Hầu như trên tất cả những cung đường của Trung Quốc thì đều có những cái chiếc xe đạp này. Đấy, thì đây là một cái phương tiện công cộng của Trung Quốc. Thì để mà sử dụng được chiếc xe đạp này á, thì chúng ta có thể là nhìn ở dưới đây ha, nó sẽ có một cái mã này. Đấy, dưới đây nó sẽ có một cái mã. Đấy. Mỗi chiếc xe đạp nó sẽ đều có một cái mã. Bây giờ mà nếu như mà chúng ta muốn thuê chiếc xe đạp này thì chúng ta chỉ cần quét cái mã và sau đó chúng ta sẽ sử dụng. Và cái hệ thống nó sẽ tính tiền theo cách là tính theo số phút. Đấy, thì thông thường á, thì nó sẽ miễn phí khoảng 15 phút đầu. Và bắt đầu từ 15 phút sau thì nó sẽ tính trở lên. Và phí thuê xe đạp ở đây á, thì nó cũng khá là rẻ ha. Đấy, một chiếc xe đạp khá là nhỏ nhắn. Hiện tại nó đã khóa rồi. Hiện tại là có một ổ khóa rồi. Khi mà mình quét á, thì nó mới mở khóa cho mình chạy nha.
Hiện tại thì tại Trung Quốc á, thì cái lượng ô tô điện á, thì theo mình đếm thực tế trên đường á, thì nó chiếm đâu đó khoảng từ 20 cho tới 30. Tức là đâu đó khoảng 10 chiếc ô tô thì sẽ có khoảng 2 đến 3 chiếc ô tô điện. Và đặc biệt là số lượng xe taxi thì mình thấy là hầu như họ đã chuyển sang gần như là 100% xe điện hết rồi. Mặc dù là cái lượng phương tiện giao thông tại Trung Quốc nó khá là đông và cũng có những thời điểm kẹt xe rất là nhiều tại Trung Quốc ha. Nhưng mà khi mà mình đi dạo mình cảm giác là không khí ở Trung Quốc cũng còn khá là trong lành. Xin chào các bạn, hiện tại thì mình đã về tới khách sạn. Hôm nay thì mình sẽ nghỉ sớm hơn một chút để cho ngày mai thì cái lịch trình nó khá là dày. Và buổi sáng ngày mai thì mình có lịch đi tham quan hội chợ thương mại toàn cầu lần thứ 3 năm 2024 tại Hàng Châu, Trung Quốc. Và buổi chiều thì có tham quan và làm việc tại tập đoàn An Group, là một trong những cái tập đoàn về công nghệ tài chính hàng đầu tại Trung Quốc. Tập đoàn thì trực thuộc tập đoàn Alibaba. Buổi tối thì cũng có một cái buổi tiệc tối giao lưu với là bên An Group. Rồi, chắc là hôm nay mình tới đây thôi. Hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai. Xin chào, good night.